Bây giờ con yêu một cái family mới hả? Lấy một cái chung của nó thôi. Sandwich model. Vấn đề là thế này nè. Phần gắn tham số thì không sao hết. Mà đến phần dựng hình thì anh sẽ có 5 cái hình này. Trước tiên là mình cần biết cái mặt phẳng mà nó sẽ dựng lên đó. Bình thường nếu như canh trong cái bột lem cái bảng này, anh sẽ thấy và đây coi sâu bột lem lên hiển thị cái mặt phẳng mình sẽ vẽ lên đó, bởi vì trong mặt phẳng không gian 3D thì mình đâu có vẽ khơi khơi không gian 3D, mình sẽ vẽ thêm một cái mặt phẳng này, mặt phẳng này cũng hạn. Rồi ví dụ như canh vẽ một cái model line bất kỳ nha, thì mình sẽ vẽ chính là trên cái mặt phẳng đó. Đúng vậy. Bây giờ mình set, set là mình thiết lập một phẳng cho nó, set một len, thiết lập cho nó một phẳng để mình vẽ trên nó mà. Trong một nền thì mình sổ ra những mặt phẳng nào có tên trong đó thì mình chọn. Ví dụ như đây chỉ có ba mặt phẳng là left land center đông bắc đúng không? Hoặc là left right gì đó, nên mình chọn. Rồi center đông bắc, left, set một len tiếp lên cái mặt phẳng trái phải. Hay nhỉ. Để mình sẽ tắt bớt cái này ra xem. Mình hỏi cho nó. Đây view. View try window. À, các anh chọn mặt phẳng này, mặt phẳng này left right đúng không? Chính là cái mặt phẳng này left right. Đó, đó. Thì khi đó nếu như các anh trong mặt bằng đây, các anh vẽ cho anh một cái mặt phẳng là left line các anh xéo ngang đây mà chọn nó để đặt tên cho nó là mặt phẳng A này, đó đi. Thì đó các anh mới qua đây, các anh mới xếp đây nha, là xác lấy một a rồi. A của mình mới tạo, ok, thì nó xác nghi như vậy, đúng không? Thì đó là những gì mình vẽ sẽ nằm bên đây. Canh vô home attribution vẽ một cái bất kỳ và finish thì khối đó nó sẽ nằm trên một phần, đúng không? Nếu bây giờ mình xác một len thiết là mặt phẳng lên trên cái mặt bằng rep level á, rep lên rep level này này. Ok. Thì một phẳng nó ra đây. Khi đó mình vẽ những gì mình vẽ nó nằm trên một phẳng đó. Finish. Đối với mặt phẳng A này, mình cho nó xoay, mình di chuyển nó thì khối này di chuyển theo, đúng không? Khối này. Vậy là mỗi đối tượng nó sẽ cố định vô một mặt phẳng nào đó, và nó tham khảo đến mặt phẳng rất lên. Trong quá trình dựng hình thì các anh sẽ dùng rất lên rất nhiều, ví dụ thế này, xóa này, ví dụ bây giờ mình set rất lên lên là rất level, khi đó mình vẽ cancel lại một cái obstruction. Là finish. Cái đó. Mình muốn show lên. Và tương tự như vậy, khi canh vẽ một cái lệnh sweep cho đây một cái rep len, cho nó một kích thước này đó. Và mình dán được tham số đúng không? Mẹ xóa đi. Mẹ cho nó nhiều vào đó. Cho nó một cái đường model line, đường dẫn hướng của nó. Và select sweep. Sweep. Cái đường dẫn này. Finish. Tạo profile cho nó. Dig profile. Vẽ cho nó bị dạng nữa. Finish. Thì khi đó
mình đổi, mình thay đổi chiều dài đáp án. Cái đường này phải khóa vô đường này, cái đường thẳng phải khóa vô cái đáp án thì cần thay đổi chiều dài mới đổi theo được. Khóa là ta cần nhắn sao vấn đề là thông số đây. Rồi phần xét cuộc lên.